chiều mùng 2 tháng 5, Quốc hội đã bỏ phiếu kín thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với ông Vương Đình Huệ tại kỳ họp bất thường thứ bảy Quốc hội khóa 15. Tại kỳ họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông báo cho Quốc hội về việc giao Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệm vụ điều hành Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội cho đến khi kiện toàn chức danh Chủ tịch Quốc hội. Ông Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Ông Mẫn là tiến sĩ kinh tế, có bằng cử nhân chính trị. Ông là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng các khóa 10, 11, 12, 13, đại biểu Quốc hội khóa 13, 14, 15. Ông Trần Thanh Mẫn từng đảm nhiệm chức chủ tịch Ủy ban nhân dân rồi bí thư thành ủy thành phố Cần Thơ. Tháng 9 năm 2015, ông Mẫn được Bộ Chính trị giới thiệu bầu giữ chức phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tháng 4 năm 2016, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lần thứ 5, hiệp thương cử ông làm phó chủ tịch Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Tháng 6 năm 2017, hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương ông giữ chức chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Tháng 9 năm 2019, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 9, hiệp thương ông tái cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2019-2024. Tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14, ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Quốc hội và ông tái cử chức vụ này ở nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Hiến pháp năm 2013 và luật tổ chức quốc hội năm 2014 quy định chức danh chủ tịch quốc hội sẽ do quốc hội bầu trong số các đại biểu quốc hội theo danh sách đề cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Hiện nay, tiêu chuẩn để Ủy ban Thường vụ Quốc hội căn cứ lựa chọn danh sách đề cử chức danh Chủ tịch Quốc hội được thực hiện theo quy định 214 quy đề của Ban chấp hành Trung ương về khung tiêu chuẩn, chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư quản lý. Cụ thể chức danh chủ tịch quốc hội cần đáp ứng các tiêu chuẩn chung và một số tiêu chuẩn chức danh cụ thể. Tiêu chuẩn chung về chính trị tư tưởng. 1. Tuyệt đối trung thành với lợi ích của Đảng, của quốc gia, dân tộc và nhân dân, kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, đường lối đổi mới của Đảng. 2. Có lập trường quan điểm bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên quyết bảo vệ nền tảng tư tưởng, cương lĩnh, đường lối của Đảng, hiến pháp và pháp luật của nhà nước, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. 3. Có tinh thần yêu nước nông nàn sâu sắc, luôn đặt lợi ích của Đảng, quốc gia, dân tộc, nhân dân lên trên lợi ích của ngành, địa phương, cơ quan và cá nhân, sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. 4. Tuyệt đối chấp hành sự phân công của tổ chức, yên tâm công tác, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn theo đúng nguyên tắc quy định của Đảng. Tiêu chuẩn chung về đạo đức lối sống. 1. Mẫu mực về phẩm chất đạo đức, sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, trong sáng, giản dị, bao dung, cần kiệm liêm chính, trí chí công vô tư. 2. Không tham vọng quyền lực, có nhiệt huyết và trách nhiệm cao với công việc, là trung tâm đoàn kết gương mẫu về mọi mặt. 3 không tham nhũng, lãng phí cơ hội vụ lợi, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tệ quan liêu tham nhũng tiêu cực, lãng phí, cờ quyền và lợi ích nhóm, tuyệt đối không trục lợi và cũng không để người thân quen lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để trục lợi. 4. Thực hiện nghiêm các nguyên tắc tổ chức kỷ luật của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, thực hiện đúng, đầy đủ, quyền hạn trách nhiệm của mình và chỉ đạo thực hiện nghiêm nguyên tắc quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ, kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện việc làm trái với các quy định của Đảng, Nhà nước trong công tác cán bộ. Tiêu chuẩn chung về trình độ, tốt nghiệp đại học trở lên, lý luận chính trị cử nhân hoặc cao cấp, quản lý nhà nước ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương, trình độ ngoại ngữ tin học phù hợp. Tiêu chuẩn chung về năng lực và uy tín. 1 có quan điểm khách quan toàn diện, biện chứng, lịch sử cụ thể, có tư duy đổi mới, tầm nhìn chiến lược, phương pháp làm việc khoa học, nhạy bén chính trị, có năng lực cụ thể hóa và lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, các đường lối chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước có năng lực tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, phân tích và dự báo tốt. 2. nắm chắc tình hình chung và hiểu biết toàn diện về lĩnh vực địa bàn địa phương, cơ quan đơn vị được phân công phụ trách. 3, kịp thời nắm bắt những thời cơ vận hội, phát hiện những mâu thuẫn, thách thức, vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế yếu kém trong thực tiễn, chủ động đề xuất những nhiệm vụ giải pháp có tính khả thi và hiệu quả. 4. năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, có quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, dám đương đầu với khó khăn thách thức, nói đi đôi với làm, có thành tích nổi trội, có kết quả và sản phẩm cụ thể, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn bó mật thiết với nhân dân và vì nhân dân phục vụ. Năm là hạt nhân quy tụ và phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị được cán bộ đảng viên quần chúng nhân dân tin tưởng, tín nhiệm cao. Tiêu chuẩn chung về sức khỏe, độ tuổi và kinh nghiệm. Một, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm tuổi bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử theo quy định của đảng. Hai, đã kinh qua và hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt cấp dưới trực tiếp, có nhiều kinh nghiệm thực tiễn. Tiêu chuẩn riêng với chức danh Chủ tịch Quốc hội chức danh chủ tịch quốc hội phải đảm bảo đầy đủ các tiêu chuẩn chung của ủy viên bộ chính trị ban bí thư đồng thời cần có những phẩm chất năng lực một có uy tín cao là trung tâm đoàn kết trong trung ương bộ chính trị trong toàn đảng trong quốc hội và nhân dân hai quyết liệt trong lãnh đạo điều hành theo chức năng nhiệm vụ quyền hạn được phân công ba có năng lực nổi trội toàn diện trong các lĩnh vực công tác nhất là trong việc hoạch định chiến lược phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh và trong việc chỉ đạo thể chế hóa đường lối chủ trương nghị quyết của đảng về xây dựng pháp luật giám sát thực thi pháp luật và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước bảo đảm dân chủ công bằng công khai minh bạch đại diện cho ý chí nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân và bảo đảm mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân 4. Hiểu biết sâu sắc hệ thống pháp luật của Việt Nam, pháp luật và thông lệ quốc tế, có năng lực điều hành chất lượng, hiệu quả các phiên họp quốc hội, ủy ban thường vụ quốc hội. 5. Để được bầu trở thành chủ tịch quốc hội thì ứng viên phải kinh qua và hoàn thành tốt nhiệm vụ ở chức vụ bí thư tỉnh ủy, thành ủy hoặc trưởng ban bộ ngành trung ương, tham gia bộ chính trị chọn một nhiệm kỳ trở lên, trường hợp đặc biệt do ban chấp hành trung ương quyết định. Quy trình bầu chủ tịch quốc hội Trình tự bầu chủ tịch Quốc hội được thực hiện theo quy định tại khoản 3 điều 32 nội dung kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo nghị quyết 71/2022 gồm 13 bước. 1. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. 2. Ngoài danh sách do Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước đề nghị, đại biểu Quốc hội có quyền giới thiệu thêm hoặc ứng cử vào các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người được giới thiệu ứng cử có quyền rút khỏi danh sách người ứng cử. 3. Đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội khóa trước có thể họp với các trường đoàn đại biểu Quốc hội để trao đổi về các vấn đề có liên quan. 4. Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội về việc giải trình tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội thảo luận tại đoàn đại biểu Quốc hội, chính Quốc hội quyết định danh sách người ứng cử do đại biểu Quốc hội giới thiệu thêm hoặc tự ứng cử nếu có. 5. Quốc hội thảo luận biểu quyết thông qua danh sách đề bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 6. Quốc hội thành lập ban kiểm phiếu 7. Quốc hội bầu chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. 8. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước trình Quốc hội dự thảo nghị quyết bầu chủ tịch Quốc hội, phó chủ tịch Quốc hội, ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. 10. Quốc hội thảo luận. 11. Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa trước báo cáo Quốc hội về việc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội và chỉnh lý dự thảo nghị quyết. 12. Quốc hội biểu quyết thông qua dự thảo nghị quyết 13. Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ